Cuộc sống gia đình Lê Văn Luyện sau 9 năm khiến ai cũng kinh ngạc. Con trai sắp trở về. Hơn 9 năm sau vụ việc Lê Văn Luyện sát hại vợ chồng, con của chủ tiệm vàng Ngọc Bích, Lục Nam, Bắc Giang, giờ đây gia đình của Lê Văn Luyện đang phải ngày đêm vất vả làm lụng kiếm tiền để trả nợ. Lê Văn Luyện cải tạo trong tù với mong muốn sau này sẽ trở thành thầy thuốc. Nhờ đọc sách Phật mà tâm hồn của cháu dần bình thường trở lại, cháu sẽ kiên trì sám hối để dần đoạn tuyệt với cái tâm độc ác của mình. Trong vụ án kinh hoàng ấy, vợ chồng của chủ tiệm vàng Ngọc Bích cùng với đứa con 18 tháng tuổi đã qua đời. Con gái lớn của họ mới chỉ 8 tuổi thì bị đứt lìa cánh tay phải. Đi đâu mọi người cũng bàn tán xôn xao về cái tên này. Luyện gây án khi chưa đầy 18 tuổi, nhưng những hành động của hung thủ này khiến cho ai nấy đều khiếp sợ mỗi khi nhớ lại. Sau vụ việc này, người thân tiệm vàng Ngọc Bích đã đưa bé gái duy nhất còn sống sót vào trong miền Nam sinh sống, học tập để xoa dịu đi nỗi đau ám ảnh. Bé Na hiện tại đã là học sinh cấp 3, vui vẻ, yêu đời nhưng rất hiếm khi dám đặt chân quay trở lại nhà cũ. Tiệm vàng Ngọc Bích giờ đây được gia đình người anh trai của chủ tiệm vàng buôn bán. Trên tầng 2 của ngôi nhà vẫn treo tấm biển trước đây nhưng đã dần hoen gỉ. Người trong nhà đã dần dần nguôi ngoai với những mất mát đã từng ám ảnh họ trong suốt rất nhiều năm trôi qua. Sau biến cố, gia đình của Lê Văn Luyện tan nát. Ông Lê Văn Miên, bố của Luyện, đã vướng vào vòng lao lý vì hành vi che giấu và không tố giác tội phạm. Em trai phải bỏ học giữa chừng vì không thể nào chịu nổi những lời đàm tiếu từ phía của bạn bè. Còn bà Trương Thị Thơm, mẹ của Lê Văn Luyện, đã có thời gian bị sang chấn tâm lý nặng nề vì sốc. Nhiều người nói rằng bà đã bị thần kinh. Sau đó, cả gia đình sang nhà ngoại để lánh nạn. Mới đây chúng tôi đã có dịp về xã Thanh Lâm, quê của Lê Văn Luyện. Ngôi nhà nhỏ này nằm ngay đối diện Ủy ban Nhân dân xã. Trong nhà không có vật dụng gì là đáng giá. Bà Thơm cho biết gia đình đã quyết định quay trở lại đây và sống gần 5 năm qua. Trước đó, ngôi nhà này bỏ không, cả gia đình phải đi nơi khác lánh nạn vì không thể nào chịu nổi những lời đàm tiếu của nhiều người. Nghĩ lại mọi chuyện lúc đó buồn lắm, cả chồng tôi và Luyện đều bị bắt giữ. Trước đây tôi làm nghề bán thịt lợn, cũng không phải là người nhút nhát, nhưng xảy ra chuyện như vậy tôi trở nên ít nói. Đến nỗi cứ ra ngoài là tôi sẽ đeo khẩu trang kín mít, không dám dừng lại và mua gì cả. Nhiều người nhận ra hỏi han, nhưng tôi không dám đứng lại. Bà Thơm nhớ lại. Thế rồi bà đã vay mượn anh em họ hàng, vay ngân hàng để khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại sau khi con trai của bà gây tội. Cho đến năm 2015, ông Miên được mãn hạn tù quay trở về nhà, sức khỏe sa sút đi rất nhiều. Năm 2017, vợ chồng quyết định quay về nhà sinh sống, tìm kiếm công việc, tích cóp và lo trả nợ. Quay về đây thì tôi không bán thịt lợn nữa, tôi bắt đầu học nghề đan ngựa vàng mã. Ban đầu học nghề này cũng gian nan lắm, nhiều khi đan lỗi cứ tháo ra rồi đan vào đến rách cả bàn tay. Cũng may, người chỉ dạy họ không lấy tiền công mà chỉ dạy mình. Học được vài tháng tôi dần quen với công việc rồi về nhà tự đan. Ban đầu tôi cũng sợ làm nghề này ra không biết bán cho ai mua, nhưng rồi bà con xung quanh cũng động viên bảo rằng cứ yên tâm làm ăn. Con gây ra tội thì đền tội, còn mình cứ phải cố vực dậy lo cho cuộc sống của gia đình. Bà Thơm trải lòng. Thế là hàng ngày bà Thơm thức dậy bắt đầu công việc đan ngựa vàng mã từ sớm. Bà cứ mò mẫm đan từng con ngựa với đủ loại kích thước mà khách yêu cầu. Mọi người cũng bảo nhau nên mỗi ngày bà có đông khách hơn. Cũng may có công việc này tôi làm có đồng ra đồng vào, ngày nào cũng làm từ sáng sớm đến tận 10 giờ đến 11 giờ đêm mới được nghỉ. Chồng tôi, phụ tôi để trẻ nan sáng hôm sau sẽ đan tiếp. Làm nghề này cũng chỉ như là công phụ hồ mỗi ngày được 120 đến 150 nghìn đồng thôi, nhưng cứ cuốn theo công việc khiến cho tôi bớt tủi buồn. Bây giờ vợ chồng chỉ lo làm ăn, lấy tiền trả nợ cho con. Chồng tôi đi làm phụ hồ, công việc không ổn định. Mẹ của Lê Văn Luyện nói. Bà Thơm bảo rằng, ban đầu tôi tức giận con trai lắm, nhưng rồi bản thân người mẹ như tôi lại động lòng thương. Bà bảo chỉ mong con ở trong trại giam cải tạo thật tốt. Sáng sáng ngày 24 tháng 8 năm 2011, Lê Văn Luyện đã đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích, cắt hệ thống camera, chuông báo thức và gây án với cả gia đình của bé Na. Đến chiều ngày 31 tháng 8, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn. Hắn thừa nhận sự việc mình đã làm. Luyện đã vơ vét 200 chỉ vàng ta, gần 153 chỉ vàng Tây trong tủ trưng bày tại tầng 1, tổng giá trị tài sản khoảng 1,27 tỷ đồng. Bố của Luyện đã giúp cho con trai cất vàng nên cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đầu năm 2012, Lê Văn Luyện bị phạt tổng cộng 18 năm tù. Trung tá Nguyễn Sĩ Trương cho biết thêm,
Hiện tại Lê Văn Luyện sức khỏe bình thường, chỉ có điều rất ít được bố mẹ và người thân vào thăm. Thời gian gần đây, Luyện thường nhắn muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể mọi người và hứa sẽ cải tạo thật tốt. Theo như ông Thành, lúc đầu vào thụ án, gã đã được một bạn lôi kéo và dì tay. Mày gây tội như vậy sẽ không còn cơ hội được xem xét giảm án đâu. Mày theo anh lo cho mày mọi cái trong này. Đó là người bạn đầu tiên và duy nhất mà Luyện kết thân. Có đàn anh nâng đỡ nên thỉnh thoảng Lê Văn Luyện đã bất tuân các quy tắc trong trại giam. Sau 2 tháng thụ án, gã đã vi phạm quy định và bị phạt bằng hình thức giam riêng tại nhà kỷ luật trong một thời gian. Vài tháng sau, Luyện đã tiếp tục vi phạm nội quy. Sau lần đó, được cán bộ trại giam khuyên nhủ, gã hứa sẽ làm lại từ đầu, được phân công vào xưởng làm lông mi giả. Từ đây, Luyện đã chấp hành tốt các nội quy trong sinh hoạt và cải tạo. Tháng nào cũng hoàn thành chỉ tiêu sản phẩm. Trong những lần trò chuyện với cán bộ quản giáo, Luyện chia sẻ, không hiểu tại sao hành động dã man với gia đình nạn nhân chủ tiệm vàng đến như vậy. Luyện tâm sự, mọi tội lỗi gây ra cũng vì thiếu sự quản lý của gia đình do mình ăn chơi và đua đòi. Dù vậy, suốt thời gian ở đây, cán bộ trại giam chưa bao giờ thấy phạm nhân này khóc vì ân hận. Luyện sống lạnh lùng với những người xung quanh. Ngoài giờ cải tạo, học tập chính sách pháp luật, Luyện đã tìm đến thư viện của trại giam để đọc sách. Luyện hầu như không trò chuyện với ai, ngay cả lúc ăn cơm, gã nhận khẩu phần của mình, thu mình trong góc ít người nhất để ngồi. Phạm nhân này chia sẻ, hàng đêm khi nhắm mắt, hình ảnh tội lỗi dường như lại hiện lên vào những cơn ác mộng ùa về. Mỗi khi tỉnh ngủ, cháu cũng ướt sũng mồ hôi. Cứ thế, ngồi nghĩ cho đến sáng. Cháu hận bản thân học hành không đến nơi đến chốn, lại đi tụ tập đàn đúm để hại người khác. Luyện trải lòng. Luyện cho biết mình vẫn giữ được 55kg, sức khỏe tốt, không ốm đau và bệnh tật. Ngoài giờ lao động, Luyện đọc sách. Hiện nay, hắn đang đọc các cuốn sách về đạo Phật, kinh dịch và khí công, có trong tủ sách hướng thiện tại buồng giam. Luyện chia sẻ, trước đây cháu không chú ý đến chúng, nhưng nay nhờ đọc sách Phật mà tâm hồn của cháu dần bình thường trở lại. Cháu sẽ kiên trì sám hối để dần đoạn tuyệt với cái tâm độc ác của mình. Ngoài ra, ban đêm cháu còn luyện khí công để ổn định về sức khỏe và giúp cho tâm được an tĩnh. Chia sẻ về điều muốn làm sau khi ra tù, Luyện đã nói rằng, vì cháu không có tiền bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân nên rất khó được miễn giảm án. Cháu cũng nghĩ không nên sốt ruột, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu như được ra trại, cháu muốn làm nghề đông y, cắt thuốc, chữa bệnh, cứu người, để mong gột rửa, chuộc lại lỗi lầm tày trời mà cháu đã gây ra. Mong rằng Luyện sẽ tu tâm dưỡng tính để mong được sự đón nhận trở lại từ phía của cộng đồng. Chỉ còn 9 năm nữa là Luyện sẽ được ra tù.